Khi ho sốt do cảm cúm, người phụ nữ 41 tuổi liên tục uống thuốc kháng sinh không có chỉ định của bác sĩ, dẫn đến nhiễm nấm thực quản. Bệnh nhân đau âm ỉ vùng thượng vị và mạn sườn cháy, ở hơi ở chua, khám tại bệnh viện Đa khoa Melatech, kết quả nội soi thực quản phát hiện có tổn thương trắng ngà, bơm rửa không sạch, xét nghiệm vi nấm soi tươi, kết quả dương tính với vi nấm, chẩn đoán nhiễm nấm thực quản. Ngày mùng 6 tháng 8, bác sĩ Phạm Thị Quế chuyên khoa tiêu hóa cho biết Bệnh nhân tự ý sử dụng kháng sinh khi không có chỉ định của bác sĩ là nguyên nhân làm suy giảm hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho vi nấm dễ dàng xâm nhập bệnh nhân phải dùng thuốc trị nấm sau một tháng các tổn thương biến mất niêm mạc thực quản hoàn toàn nhãn và hồng hào đây là bài học cảnh tỉnh mọi người không nên tự ý dùng kháng sinh bừa bãi và chỉ sử dụng khi có đơn thuốc của bác sĩ nấm thực quản do vi khuẩn nấm xâm nhập phát triển và làm tổn thương thực quản hầu hết trường hợp mắc do nấm họ candida gây ra triệu chứng không điển hình dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa khác bệnh này có thể gặp ở bất kỳ người nào thường xảy ra ở nhóm bị suy giảm miễn dịch như người nhiễm hiv mắc tiểu đường suy tuyến thượng thận người thường xuyên dùng thuốc ức chế miễn dịch, thuốc kháng sinh, thuốc có chứa corticoid khiến khả năng tự miễn dịch của cơ thể trở nên yếu đi. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thiên, khoa nội soi tiêu hóa, phòng khám đa khoa Hoàng Long, nấm thực quản là bệnh lý không quá nguy hiểm nhưng thường kéo dài dài dẳng, khó điều trị dứt điểm. Trường hợp không được phát hiện và xử trí kịp thời, vi nấm có thể lan sang các cơ quan xung quanh. Nấm thực quản là một bệnh khá thường gặp ở đường tiêu hóa nhưng không quá nguy hiểm. Nó có thể được kiểm soát tốt nếu được phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên, nếu chủ quan để bệnh tự diễn biến trong một thời gian dài thì người bệnh có thể phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như viêm loét hoặc xuất huyết thực quản, thủng, hẹp thực quản, sụt cân, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng huyết hoặc hình thành lỗ dò với cây phế quản. Nhưng hầu hết các trường hợp được điều trị khỏi đều hồi phục tốt và không để lại biến chứng gì nguy hiểm sau này. Nấm thực quản là một bệnh không lây. Hầu hết mọi người đều còn nấm trên bề mặt niêm mạc. Tuy nhiên chúng chỉ gây bệnh khi hệ miễn dịch của chúng ta bị suy giảm. Để phòng ngừa viêm thực quản do nấm, bạn cần cải thiện tình trạng sức khỏe thông qua lối sống chế độ ăn lành mạnh nhằm tăng cường miễn dịch nên ăn các nhóm thực phẩm dễ tiêu hóa ăn đầy đủ chất như chất đạm chất béo chất sơ tinh bột và các loại vitamin trong rau củ quả nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày ngoài nước lọc tinh khiết còn có thể uống sữa nước ép trái cây vệ sinh răng miệng tốt xúc miệng bằng nước muối hàng ngày để làm sạch khoang miệng và họng tập luyện thể dục thể thao đều đặn không sử dụng chất kích thích không tự ý sử dụng thuốc lạm dụng các thuốc ức chế miễn dịch đặc biệt là thuốc kháng viêm steroid mà không có chỉ định của bác sĩ